Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con các bạn à, mẹ xin, xin khú, vẫn được xin khú luôn các bạn. Đây mẹ rúng chiên nè, bún vú điều nè. Mẹ nè, sải mặt, sải lưng đồ là nghiêm chỉnh nha các bạn à. Bà mẹ vẫn được xin lứa 3 các bạn à, bà mẹ vẫn được xin lứa 3. Được xin cho 1m05 bò các bạn, được xin cho 1m05 bò. À, bà mẹ gắt nọc được 1 tháng 15 ngày các bạn, gắt nọc xin luôn. Giá cực kỳ êm các bạn, giá cực kỳ êm nha, 26 triệu bộ mấy con này các bạn, 26 triệu. Đây, được xin nè, chân móng hoàn thiện sẽ tích đúng luôn các bạn. À, chân móng hoàn thiện sẽ tích đúng luôn, bà mẹ nè. Mẹ gắt nọc được 1 tháng 15 ngày các bạn. Mẹ gắt nọc được 1 tháng 15 ngày, giá là 26 triệu các bạn, 26 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình các bạn. Đây, vú nè. Bụng vú đều nè, rúng nè. Đó. Nghiêm chỉnh hết các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó. Mẹ cao 1m28 bò nha các bạn. Bò mẹ rất là to con nha, lớn con các bạn. Bò Hà Đồng, mẹ cao 1m28 bò. Đó, vẫn được xin. Cao 1m05 bò. Bà mẹ gắt nọc được 1 tháng 15 ngày các bạn, gắt nọc xin nha. Đó, gắt nọc xin được 1 tháng 15 ngày. Đó, vàng rúng nè các bạn thấy không? Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Mẹ đo ngay sẽ lưng cao 1m28 bò các bạn. Đây, vẫn được xin nè, xin nè. Được xin cao 1m05 bò, sái tích hai mẹ con đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Hai mẹ con sái tích đều nghiêm chỉnh hết nha. Rúng nè. Sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh, được xin là bạc cụ luôn các bạn thấy không? Chân móng đồ hoàn thiện các bạn, giá 26 triệu bộ mấy con này các bạn. 26 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó. Mẹ rúng nè, yếm nghiêm chỉnh nè, bốn vú đều nè. Mẹ xin khú các bạn. Vẫn được xin khú. À, mẹ gắt nọc xin được 1 tháng 15 ngày các bạn, 1 tháng 15 ngày. Mẹ cao 1m28 bò. Xe mặt xe lưng nè, nghiêm chỉnh hết, cao 1m28 bò. Vẫn được xin cao 1m05 bò các bạn. Giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. À, mẹ không lan giá quyền bò hết các bạn ơi. Chùm lông đuôi luôn, chân móng sò hoàn thiện nè. Được xin nè, xe mặt xin sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cao 1m05 bò nè. Mẹ cao 1m28 bò nè. Giá 26 triệu bò mẹ con nè các bạn, 26 triệu. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.